that adrenaline. It's game time. Let's get it in. 5, 4, 3, 2, 1. Xin chào, xin chào. Chào mừng các bạn khán giả đang quay trở lại trên các kênh sóng của Gaina Liên Quân Mobile. Như vậy là sau một tuần nghỉ ngơi và nói lời chào tạm biệt với hai đội tuyển đó là Box Gaming và Just Media thì chúng ta còn lại 6 cái tên trên bảng xếp hạng. Và liệu họ sẽ xoay sở như thế nào trước một giai đoạn 2 với lịch thi đấu dày đặc, gay cấn và vô cùng căng thẳng đây? Hãy cùng chúng tôi tìm ra câu trả lời trong tuần thi đấu quan trọng này nhé. Và đưa ra một chút dự đoán trong trước giờ cuồng nhiệt ngày hôm nay. Và đồng hành cùng với Phương Thảo sẽ được giới thiệu hai bình luận viên Hoàng Sơn và bình luận viên Trần Nam. Và xin chào hai bình luận viên. Như vậy là sau một tuần nghỉ ngơi, chúng ta cũng lấy lại một chút gọi là sự hào hứng để chuẩn bị tiếp lửa cho giai đoạn 2. Một giai đoạn mà sẽ diễn ra ngay từ thứ tư tuần này, tức là có thêm một ngày thi đấu nữa so với những tuần thi đấu trước. Và hôm nay thì chúng ta sẽ dự đoán giai đoạn 2 bằng một trò chơi. Những điều mà ấn tượng ở giai đoạn 1 thì chúng tôi đã nói ở hết giờ cuồng nhiệt tuần trước rồi. Nên bây giờ mình sẽ hướng luôn đến cái tuần thi đấu này. Đồng ý. Cái trò chơi này thì là khán giả cũng thích mà các tuyển thủ cũng thích, đó là trò chơi xếp hạng các hạt giống. Ok. Sẽ tia ấy à? Kiểu như là sẽ tia giống kiểu xếp tia 1, tia 2, tia 3, tia 4. Đúng chắc rồi, thế à? Tia 1, tia 2, tia 3, tia 4 nhưng mà mình sẽ chia họ vào những cái nhóm mà có những cái cụm từ để miêu tả họ một cách nó thú vị hơn. Ok. Mà thường là tôi thấy là dân cư mạng là cũng rất là hay dùng những cái từ này. Đó. Và chúng ta cũng sẽ không có đúng hay có sai gì cả. Chỉ đơn giản là mỗi người đưa ra một quan điểm và lựa chọn lý do ra cái lựa chọn của mình thôi. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ thống nhất với nhau để có thể chốt lại là đội tuyển nào là đứng ở cái vị trí nào. Chúng ta đã nhìn thấy layout đây rồi đây. Vâng, chúng ta có thể nhìn thấy trên màn hình thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 đội tuyển, 6 logo ở đây. Những đội tuyển sẽ tham gia vào giai đoạn 2. Và hãy cùng thử đặt họ vào các nhóm sao cho hợp lý. Chúng ta có 4 nhóm ạ. Nhóm đầu tiên ở dưới lên nhá, là nhóm lót đường, là những đội tuyển mà bạn nghĩ rằng kiểu gì họ cũng không thể vào playoff được. Họ chỉ là những cái tên lót đường thôi. Xong rồi cho vui thôi. Kho điểm bỏ vàng. Nốt tuần này là tạm biệt rồi đấy. Đấy. Okay. Nhóm tiếp theo là nhóm hên xui. Là những đội mà bạn nửa tin nửa ngờ với cái khả năng đi tiếp của họ. 50-50. 50-50 đi. 50-50 cũng có cơ hội chứ không phải là chỉ lót đường. Nhóm nguy hiểm. Không phải là họ sẽ gặp nguy hiểm ở giai đoạn 2 mà là các đội khác có thể sẽ gặp nguy hiểm khi gặp họ. Tức là chỉ chờ sơ hở một cái là ngáng đường luôn. Đúng rồi, có thể là rất là đáng gờm. Những ứng cử viên cũng khá là nặng ký. Nhưng mà cũng chưa phải là nhất. Trên hên xui một tí, trên hên xui một tí. 75-25. Tầm 70-30 đi. 70-30, Vâng, và nhóm cuối cùng là nhóm bố trong và kép. Lưu ý là trong quả kép trong nhá. Trong quả kép. Tôi hơi bất ngờ với cách dùng từ bố này, nghe nó thực sự là nó rất có độ cục nhất định và nó hơi phủi một chút đấy. Tôi hơi bất ngờ ngày hôm nay chúng ta được nói về bố hay trong chương trình. Đúng rồi, trước giờ bình luận, lúc mà tôi bình luận tôi rất nhiều lúc tôi muốn dùng từ bố. Nhưng mà tôi cùng lắm chỉ dùng trong tứ vô đại chiến hoặc là class cái bớt. Chưa dám mang lên sóng cả ngày hôm nay thì ở trước giờ cuồng nhiệt được dùng từ bố rồi. Vâng. Nếu có một cái chương trình nào đấy mà cho phép chúng ta được gọi là nói chuyện phiếm hay là dùng những cái cụm từ của dân cư mạng hay dùng nhất thì chắc là chưa giờ cuồng nhiệt rồi. Đó, cho nên là ngày hôm nay chúng tôi cũng xin phép mạnh dạn là dùng từ này. Nó cũng được để trong ngoặc kép mà. Nó thể hiện cái sự có thể là hơi ao trình một chút hoặc là khiến cho đối phương phải nể phục. Đúng không ạ? Thì đó sẽ là những đội tuyển mà khiến cho chúng ta phải thật sự phải gọi họ là một cái đẳng cấp khác. Tôi trong đầu tôi có một vài cái tên. Một vài luôn đấy. Và như vậy là trò chơi này thì các khán giả cũng có thể comment xem là lựa chọn các bạn là gì nhá. Bởi vì sau ngày hôm nay thì cái bảng xếp hạng kết quả cuối cùng của chúng tôi nó cũng chỉ là tiên đoán cá nhân thôi. Ở APL năm vừa rồi thì các tuyển thủ của các đội tuyển cũng đã chơi cái trò này rất là nhiều rồi. Đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xếp họ vào trong nhóm cho phù hợp. Đầu tiên sẽ là một cái tên đầu tiên nhé. Mời hiện lại layout giúp chúng tôi ạ. Vâng, cái tên đầu tiên tôi nghĩ là cái tên đang ở đầu bảng xếp hạng đi. Sài Gòn Phantom. Sài Gòn Phantom. Vâng, một đội tuyển mà cái đồ thị của họ ở trong cái bài post gần đây của cao thủ Liên Quân ý, là họ đi lên đúng cái đường thẳng như thế này. Đấy, cái đồ thị này thật sự là người ta ước là số dư trong tài khoản của mỗi người cũng giống như cái đồ thị đi lên của FGP vậy. Tức là với tôi lúc đấy tôi có nói là trong đầu tôi có nảy ra một vài cái tên thì là một cái tên ấy, đó chính là Sài Gòn Phantom. Đây, trước đây thì chúng ta cùng đến với cái mà lúc nãy Thảo vừa mới nói đến đây đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng là Sài Gòn Phantom từ thứ 5, họ trong tuần 2 thì họ lên với vị trí thứ 4, tuần 3 thì họ lên vị trí thứ 3, đến tuần thứ 5, thứ 4. Thứ 4 thì họ vẫn ở vị trí thứ 3, đến tuần thứ 5 thì họ lên vị trí thứ 2 và đến tuần 6 tức là mới nhất thì họ đã lên dẫn đầu trên bảng xếp hạng rồi. Thì tôi để ý thấy ở trong cái đồ thị này thì có thể thấy rằng là cái khoảng thời gian từ tuần 4 đến tuần 5 nó là khoảng thời gian
mang tính chất nó có sự thay đổi khi mà ở đây thì có rất nhiều đội tuyển thay đổi thứ hạng của mình, khi mà FPT đang từ số 1 thì họ rớt xuống thứ 3. Với TDT thì họ đã từ thứ 2 họ lên thứ nhất. Trong khi đó với San Antonio thì họ lên vị trí thứ 2, nhưng sau đó thì sang đến tuần 6 lại tiếp tục thay đổi tiếp. Đó, thì đấy là cái đồ thị đi lên của San Antonio, và khi mà giai đoạn 1 ở lượt đi khá là chật vật thì lượt về họ đã quay trở lại. Nhưng câu hỏi đặt ra là họ có xứng đáng được xếp vào top bố hay không? Nghiêm túc đi, nghiêm túc bởi đi. Bởi vì là như thế này, bởi vì là như thế này, tôi nghĩ rằng là khi mà cái biểu đồ này chúng ta đặt ra bốn nhóm ấy, cũng có thể là bố không có ai cả. Tức là không có một đội tuyển nào thật sự ao trình so với đội tuyển còn lại, đúng không? Có thể, cũng đấy, có thể như vậy thế. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chắc chắn San Antonio sẽ ở một trong hai top đầu đúng không? Nhưng là cái nào? Tôi thì anh Sơn bắt bố luôn. Nếu như chương trình này mà nó diễn ra trong tất cả những mùa giải trước đó, tôi nghĩ rằng cái quan điểm đó sẽ không bị bất kỳ ai phản bác cả. Rồi. Thực ra đến tận mùa giải này rồi, tôi nghi ngờ rằng là cũng chẳng ai dám phản bác tôi về cái điều đấy cả. Bởi vì khi mà San Antonio trở lại thì thực sự là họ rất mạnh. Chúng ta có thể nhìn thấy cái ví dụ đơn cử như là trường của Fizz. Trong giai đoạn lượt đi thì Fizz về mặt thông số mà nói thì có thể nói là cũng tương đối là mờ nhạt ở trong đội hình của San Antonio, nó tương ứng với cái phong độ của chính đội tuyển này. Nhưng sang đến giai đoạn lượt về thì gần như là Fizz chấp luôn giai đoạn lượt đi, và anh ta có một thông số phải nói là vô cùng hoàn hảo trong giai đoạn lượt về, để qua đó thì gần như ao trình phần còn lại của đấu trường danh vọng. Và nó cũng giống những gì mà chính San Antonio đã làm thôi, họ vẫn đang cho thấy rằng, chúng ta đã nói rất nhiều về các vòng lặp, đôi khi thì nó lặp mà nên nó có phần nhàm chán, nhưng với San Antonio thì chính Bơ cũng nói rồi mà, vô địch chẳng bao giờ họ chán đâu. Nên vì vậy cho đến thời điểm hiện tại tôi nghĩ rằng là nếu mà để có một bố ở trong đấu trường danh vọng thì đó sẽ là SGP đấy. Chắc là bây giờ chỉ có phản bác anh Sơn bằng cách là nếu có bậc xếp hạng ông thì tôi chọn ông chán cổ về bậc ông nội à? Ông nội, vì đúng là bây giờ để mà bảo xếp SGP xuống nhóm nguy hiểm thôi, nó cũng sai vô lý rồi. Lượt về họ thắng toàn thắng. Họ thắng những trận đấu toàn 3-0, 3-1, và trận đấu gần nhất với đối thủ rất nặng ký là TDT là một trận 3-0, One Star là một trận 3-1, và FPT Flat họ cũng đánh bại vị số 3-1. Tất cả các đội tuyển trong top 4 đều không thể kéo được SGP đến ván 5 tại giai đoạn 2. Và ngoài Fit thì Kuga cũng hoàn thiện, Kuga cũng đang hòa tan với SGP. Và chúng ta đang thấy một tập thể SGP, mặc dù thì lúc trả lời phỏng vấn họ có thể là cũng không nói rõ rằng là mình hoàn toàn mạnh, họ vẫn bảo là mình hên xui, nhưng với những gì họ đã thể hiện thì bây giờ ai dám cãi SGP làm bố đây, chỉ có thể cãi trở thành ông nội. Tôi nghĩ là chắc đồng thuận cao lắm rồi đấy Thảo ạ. Tức là cả hai bình luận viên của chúng ta đều đồng ý với việc là SGP không chỉ làm bố mà còn có thể làm hơn cả bố nữa. Tức là cái độ ao trình và cái độ chắc chắn là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch ít nhất là đến thời điểm này vẫn sẽ là gọi tên những bóng ma Sài Thành. Còn các bạn khán giả thì các bạn nghĩ sao? Liệu Sài Gòn Phantom được xếp vào nhóm bố nó có hợp lý hay không? Hay liệu các bạn đang có một chút nghi ngờ nào đó và một dự đoán nào đó phía trước? Bởi giai đoạn 2 thì sẽ còn rất là nhiều những điều có lẽ sẽ bất ngờ nữa. Hãy để lại comment của mình ở phía dưới clip này nhá. Và sau tuần thi đấu này thì chúng ta sẽ quay trở lại và check với nhau xem là SGP có làm bố thật không? Vâng, đó là lựa chọn của chúng tôi. Sài Gòn Phantom với chễm trễ ở trên nhóm bố. Tôi mong là đạo diễn sau khi Trước Giờ Cuộc Nhiệt hết kết thúc thì có thể public cái bảng xếp hạng này có bố chính, có bố để chúng ta có thể gọi là có lấy thêm ý kiến khác của khán giả. Vậy chúng ta đến với cái tên thứ hai nhá. Cái tên này, cái tên đầu tiên là Sài Man Tôm thì không thấy hai bình luận viên tranh cãi gì, xem cái tên này có tranh cãi không nào. FPT Flash đi nào. Đội này cũng khó đoán à nhá. Đội này khó đoán này nha. Không, cho tôi xin lại cái layout đồ thị đi lên đi xuống của đội này được không? Nào, đội này đi lên đi xuống như thế nào trong đồ thị từ đầu mùa giải đến giờ? Đúng rồi. Căn bản là cái đội này cũng hơi khó nghĩ một chút. Đội này là khó xếp nha. Khó xếp bởi vì bây giờ là cái vấn đề là Flash đấy, đang ở trong một cái giai đoạn mà chúng ta không biết chắc là Flash sẽ dùng cái đội hình nào để thi đấu. Chúng ta có thể thấy rằng là từ tuần 1 đến tuần 3 đi, đó là 3 cái tuần thi đấu mà có sự phục vụ của Sơn Bách, thì FPT Flash rất thăng hoa ở trên vị trí top 1 bảng xếp hạng. Từ tuần 4 đổ đi thì họ mất dần vị trí này bằng những trận thua khi mà Bách không còn xuất hiện trong đội hình nữa. Và phải đến khi mà Huy Hoàng bắt đầu gọi là làm quen với vị trí đứng giữa, Gray hòa nhập được với team hơn, thì lúc đó FPT Flash mới bắt đầu giữ vững được cho mình cái vị trí gọi là top 3 khi mà One Star không đủ điểm để cạnh tranh. Nhưng cũng có thể thấy rằng là lúc này thì đúng là Flash đang có dấu hiệu đi lên, nhưng họ nếu như không phải là Sơn Bách thi đấu thì tôi vẫn không thực sự chắc chắn để xếp vào bố. Nhưng nếu như là Sơn Bách thi đấu, tôi có một sự tự tin lớn là xếp FPT Flash vào phần bố. Vào bố? Lại bố nữa? Bố tiếp. Hai bố lận. Hai bố. Thời nay làm bố có vẻ dễ dàng quá nhỉ? Anh Sơn.
Không 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 không. Đây đây, nếu như sụt bách thi đấu, nếu như đội hình giống y như lượt đi, tôi sẽ flash vào bố. Ok, tôi nghĩ rằng thế thì chúng ta phải chia làm hai trường hợp. Thứ nhất là Xuân Bách sẽ thi đấu nhờ. Và thứ hai là Xuân Bách sẽ không thi đấu và Huy Hoàng tiếp tục thi đấu. Thì ok, trong trường hợp mà Xuân Bách thi đấu thì anh Nam nghĩ rằng là FPT họ sẽ ở trong nhóm bố. Nhóm bố. Còn bây giờ trong trường hợp mà Xuân Bách không thi đấu và Huy Hoàng sẽ thi đấu đường giữa thì Nam nghĩ sao về cái vị trí của FPT? Uầy, cũng khó hết chẳng. Để mà nói nguy hiểm thì nó cũng... Thôi tôi sẽ hên xui. Hên xui luôn. Hên xui. Từ bố xuống hên xui. Nam là sẽ theo kiểu là theo là gọi là lên thì cao hút mà xuống thì là mất hút à? Xuống là xuống thì cũng chưa hẳn là mất hút, nhưng mà ý là kiểu hên xui ở đây nó sẽ kiểu chật vật mới vượt vào top 4. Chật vật vào được top 4 nhưng vẫn có thể là lên được top 2. Kiểu nó sẽ cái hên xui là vào cả những tỷ số trận đấu khác nữa. Tôi cảm nhận thấy rằng là cái sự chênh vênh của FPT là có. Nên là tôi xếp vào nhóm hên xui. Xếp vào nhóm nguy hiểm thì tôi sẽ cảm nhận là gần như phải chắc chắn top 2 hơn thì tôi xếp vào nhóm nguy hiểm. Nhưng nếu như với đội hình là có Gray, Huy Hoàng mà không có Bách thì tôi vẫn cảm nhận rằng là hên xui là một tỷ lệ hợp lý cho FPT. Thế thì chúng ta cũng có đáp án rồi đấy. Tôi nghĩ rằng là cộng vào chia trung bình ra là ra nguy hiểm rồi. Ồ, tức là các anh đều là... À, ý anh Sơn là muốn chốt lại là nguy hiểm gì? Tại vì tôi đang giật mình, tôi tưởng anh Sơn cũng đồng ý với việc là nếu mà có Xuân Bách thì FPT làm bố, nhưng mà nếu không có Xuân Bách thì là hên xui. Tôi nghĩ rằng là có Xuân Bách... nếu mà không làm bố, đúng lúc tôi cũng đồng ý một phần là có thể làm bố dượng hoặc là bố nuôi gì đấy. Tức là bố không hẳn là bố nuôi thôi kiểu Sam Anton, mà là một cái ông kém bố mà thì gọi là cậu cũng được. Chú gì đấy, chú đi. Chú bác, chú bác à. Chú. Đấy, tại tức vì là có Xuân Bách chúng ta thấy rằng là trên thực tế là khi có Xuân Bách, FPT họ thắng cả Sam Anton mà họ đứng đầu trên bảng xếp hạng trong quãng thời gian tương đối là dài. Nên có thể là cái việc mà Xuân Bách quay trở lại nó sẽ mang lại cái hiệu ứng giống những gì mà họ đã làm được ở trong giai đoạn 1 lượt đi. Nhưng bây giờ đây thì do là chúng ta cũng chưa có thông tin về việc là Bách liệu rằng là quay trở lại hay không, nên tôi nghĩ rằng là một cái vị trí xếp an toàn cho FPT đó là nguy hiểm. Nguy hiểm thì sẽ khá là hợp lý theo những quan điểm của tôi. Tôi muốn hỏi hai anh một chút là ví dụ như Xuân Bách không ra sân đi, thì các anh cái việc mà như anh Nam nói là ở những cái vòng cuối cùng vừa rồi thì chúng ta có thể thấy được là cái việc mà Huy Hoàng đi mid và Grady dừng cũng đã bắt đầu có được cái sự phối hợp nhịp nhàng hơn, nó cũng không củng cố thêm cho anh niềm tin sao? Tại tôi vẫn cảm giác rằng là với những chiến thắng cuối cùng của FPT Flash là những chiến thắng mà trận đấu cuối cùng của họ trong đoạn vừa rồi là Super Heavy. Đó là một trận đấu mà kể cả Super Heavy có cố gắng cũng không nâng được thứ hạng của mình lên. Thế nên cũng không thể đánh giá được quá nhiều. Quan trọng là nhìn vào những trận đấu mà FPT Flash dùng đội hình đấy đánh với TDT, đánh với Black Sarus. Và họ đánh, tôi có một cảm giác rằng là cái sự 50-50, cái sự tranh vênh nó là quá lớn, đều phải kéo đến ván 5. Và cái sự chắc chắn như lúc Bách có thì không được thể hiện. Trận đấu với SGP cũng vậy, đó là một trận đấu không hoàn toàn là mạnh mẽ nữa. Không, kiểu SGP thì có Bách chứ không phải là không có Bách, nhưng mà những trận đấu về sau thì cho đến lúc này tôi vẫn cảm thấy rằng là có Huy Hoàng hay có Gray thì cần phải có thêm những trận đấu nữa để chúng ta nhìn xem là họ có thực sự ổn không ở trong giai đoạn thứ hai lần này. Chứ còn nếu như chỉ nhìn vào những trận đấu tại lượt về thì tôi chỉ tin rằng ở mức hên xui thôi, chứ không ai dám chắc rằng là FPT Flash có thể nguy hiểm ở mức là có tỷ lệ top 2 rất là lớn trong mùa năm nay. Ở đoạn 2 ở hết giờ cuộc nhiều tuần trước thì sau khi mà lượt về kết thúc thì anh Tùng cũng có chia sẻ rằng là khi mà Xuân Bách bắt đầu không có trong line up của FPT Flash thì nhiều người cho rằng là có thể là vì một cái lý do ngoại cảnh nào đó mà Xuân Bách không thể thi đấu, nhưng càng về sau thì nhiều người lại tin rằng đây là một cái chiến thuật trẻ hóa đội hình của huấn luyện viên Nelly. Với hai anh thì anh nghĩ nó sẽ là theo chiều hướng nào? Bởi vì là Bách cũng đã không xuất hiện 2 tuần rồi, và 2 tuần nó là một quãng thời gian khiến cho chúng ta cũng không nghĩ về việc đó là một cái dấu hiệu ngoại cảnh nữa. Tôi thì tôi nghĩ như thế này, tôi cũng không nghĩ rằng là đây là cái câu chuyện trẻ hóa của Eli đâu. Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu quan trọng nhất bao giờ cũng phải là chiến thắng thôi. Trẻ hóa nó sẽ là một cái bức tranh nó dài hơi hơn, một cái tương lai nó hơi xa một tí. Thì có thể thấy rằng là thường tôi thấy các huấn luyện viên trên thế giới, không chỉ là tại Liên Quân mà bóng đá nữa, khi người ta muốn trẻ hóa, người ta sẽ không đưa tất cả một đội hình trẻ măng vào để thi đấu với nhau, mà người ta sẽ mix những cái người có kinh nghiệm thi đấu ở bên cạnh những người trẻ. Tương tự như thế thì Liên Quân cũng vậy thôi. Chúng ta thấy rằng một Bách có mặt và tạo ra cái thành tích thi đấu tốt cho FPT ở xung quanh là Bé Chọc trẻ, là Huy Hoàng trẻ, là những người khác Bé cũng rất là trẻ, sẽ giúp cho cái tập thể này đi lên một cách từ từ và nó hiệu quả. Thì bản thân nó mới là cái sự trẻ hóa. Nên nó mới là trẻ hóa một cách hợp lý. Còn tôi nghĩ rằng là đây không hẳn là trẻ hóa theo cách mà Eli muốn đâu. Cái này cảm giác, tôi đang cảm giác đúng là với những gì chúng ta đã biết ở trong những số trước giờ cuồng nhiệt đã từng chia sẻ với nhau thì đội hình này chưa chắc đã phải đội hình mà FPT Flash và huấn luyện viên Eli mong muốn nhất. Nhưng có thể đây là đội hình ở thời điểm hiện tại là tốt nhất mà Eli có thể mang ra rồi. Chưa biết là trường hợp của Xuân Bách lý do là gì không thể ra sân. Nhưng mà đúng là bây giờ thì trẻ hóa cũng là một lý do, nhưng tôi tin rằng lý do nhiều hơn đó chính là đội hình tốt nhất mà Eli có thể mang ra cho đến lúc này để giúp cho FPT Flash hy vọng vào việc là có thể đến được với top 4 ở trong giai đoạn 2.
đoạn lượt đi thì có vẻ là Eli cũng đã gáy rằng là mục tiêu năm nay là vô địch. Bây giờ thì không biết là Eli sẽ còn có thể tự tin nói câu đó hay không với những gì mà anh ta đã có trong tay. Vâng, thật sự vẫn là một ẩn số về việc tại sao mà Bách không có trong lineup thi đấu, và có lẽ khán giả vẫn sẽ tiếp tục đặt câu hỏi này và hãy chờ xem câu trả lời của huấn luyện viên Eli và FPT Flash trong tuần thi đấu này nhá. Bởi vì sự xuất hiện của sân Bách có hay không nó sẽ ảnh hưởng khá là nhiều đến việc xếp thứ tự của chúng tôi ở trong nhóm này, và tôi tin khán giả cũng vậy. Tôi đã nghĩ là tôi xếp vào nguy hiểm. Đó là nguy hiểm rồi. Anh Nam thì nghĩ là xếp vào hên xui hoặc là bố. Nguy hiểm đang là khoảng giữa thì thôi. Thảo thôi, lẽ đưa ra lựa chọn tôi nghĩ là chia đôi xong rồi lấy cái ở giữa đi. Nguy hiểm trung bình đi. Bởi vì là nếu mà xếp Flash vào cái không chắc chắn có mặt trong top 4 thì tôi thấy như vậy lại hơi bị underrated quá. Tôi nghĩ là nguy hiểm đi. Tại vì là mùa trước thì họ cũng là top 4 mà. Đúng rồi, và lượt đi thì họ cũng đang bay mà. Đang bay. Vì thực ra tôi cũng nghĩ là các Flazer cũng không muốn xếp họ vào thứ 3 đâu. Nó hơi phụ quá. Rồi, cho họ hy vọng đi. Rồi, top 2. Top nguy hiểm, tức là sẽ gây nguy hiểm cho đội khác khi mà thi đấu với họ. Đó chính là FPT Flash. Còn các bạn thì sao? Theo các bạn thì FPT Flash sẽ là bố, sẽ là nguy hiểm, hay sẽ là hên xui, hay là lót đường? Hãy để lại comment của mình nhá. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái tên tiếp theo. Logo tiếp theo là một logo màu đỏ đi. TDT đi. Vâng, một cái tên mà cũng gọi là ổn định phong độ nha, cũng có một chút xíu sự thay đổi. Hãy cùng nhìn lại biểu đồ của TDT từ đầu mùa giải đến giờ. Họ có nhỉnh lên, họ có đi xuống một chút, sau đó lại sợ nhỉnh lên hay sao ấy nhỉ? Họ ngang bằng ở top 2, sau đó họ xuống một xíu. Đấy, họ lên một xíu xong lại xuống. Cái thời điểm họ lên thì cũng là thời điểm mà FPT Flash lại đi xuống. Đúng rồi. Cái tuần mà họ lên là tuần mà Aliyah dơ bảng đấy. Biết ai tốt một chưa đấy. Một chưa đấy. Nhưng mà cũng chỉ được đúng tuần đấy thôi. May là còn dơ bảng đấy. Không là tuần sau là không có cơ hội dơ bảng. Đấy, thì với TDT, quan điểm tôi như thế này, tôi nghĩ rằng đây là đội tuyển mà họ sẽ rất nguy hiểm đây. Tức là nếu mà chúng ta nói về việc là FPT của anh Nam với việc là có Bách thì có thể rơi vào cái tầm gọi là bố dượng hoặc là ông cậu, thì tôi nghĩ rằng TDT cũng sẽ rơi vào tầm tương tự như vậy. Bởi vì là cái việc mà họ đang có phần nào có sự đi xuống một chút ở trong cái giai đoạn tuần cuối thì nó cũng sẽ là điều tốt dành cho đội tuyển TDT này. Đây là một đội tuyển mà tôi nghĩ rằng là khi mà cái áp lực thi đấu của họ không quá lớn, khi mà họ giữ lại được cái sự bình tĩnh, bởi vì là ở trên cao bao giờ cũng rất là lạnh lẽo và cũng rất là nhiều áp lực, nhiều người nhìn vào, nhiều người muốn hạ gục bạn. Nhưng khi bạn không ở trên cao nữa thì có thể là bạn sẽ thoải mái hơn và nguy hiểm hơn. Nên vì vậy mà tôi nghĩ rằng là TDT để mà xếp nguy hiểm là hoàn toàn hợp lý. Hợp lý. Tôi cũng nghĩ là TDT nên xếp vào nhóm nguy hiểm. Thậm chí họ còn nguy hiểm cứng hơn một chút với quan điểm tôi là so với lại FPT Flash với đội hình ở trường hợp 2. Vì lúc này chúng ta vẫn cảm thấy rằng là TDT cái lối đánh của họ rất là chắc. Cái độ đồng đều và cái độ ăn ý của họ đang rất là cao kể từ lúc mà PSman đến và cho đến lúc này là mùa thứ 3 anh ta dẫn dắt tính cả quốc tế. Anh ta đang làm rất tốt về công tác đào tạo. Hơn nữa thì xin được nhắc lại một lần nữa là giai đoạn 2 chúng ta vẫn đánh BO5. Và đó vẫn là một BO sở trường của TDT với những gì họ đã thể hiện. Những trận thua cuối của giai đoạn 2 tôi nghĩ rằng nó không đánh giá quá nhiều về TDT được. Bởi vì chúng ta thấy rằng là PSman cũng có những sự thay đổi về mặt ban pick, thay đổi về mặt chất tướng để có lẽ phục vụ cho BO7. Chứ còn nếu như quay về phong cách đánh quen thuộc và sở trường, tôi vẫn tin rằng TDT đội tuyển có một cái lối chơi chắc chắn. Tức là nếu như để họ công phá đối thủ thì có thể là không quá xuất sắc, nhưng về cái lối chắc chắn và phòng ngự thì TDT hiện tại đang là đội tuyển mà cho tôi một cảm giác tin tưởng nhất về cái khả năng đánh mà sẽ luôn khiến cho bất kỳ một đối thủ nào trong top 4 gặp khó. Thế nên họ nguy hiểm là hoàn toàn xứng đáng thôi. Chỉ trừ gặp bố thôi. Nhưng nếu xếp TDT bằng với FPT Flash thì có bị bất công cho TDT với phong độ của họ không hay là không? Thế hay là ngang bằng? Thế thì tôi mới nói về việc là trên nguy hiểm một tí, gọi là nguy hiểm cứng như Nam nói đi, hoặc là như kiểu dạng là dưới bố đấy. Tự dưng sao tôi lại muốn cho FPT xuống hên xui đấy nhở? Không, tôi nghĩ rằng cái này cũng hợp lý. Bởi vì là chúng ta cũng chưa biết là FPT Flash sẽ ra bây có cái hình này, nào. Em nhờ anh kỹ thuật là anh cho TDT lên giữa cái vạch trắng này. Đấy, giữa bố và nguy hiểm đi. Như vậy nó đỡ tranh cãi hơn không? Không, bây giờ chị phải coi là cái việc line up của Flash chưa biết là ai ấy. Không nó được. Cũng là một vũ khí nguy hiểm. Nó cũng là một vũ khí nguy hiểm đi. Tôi nghĩ như này này, chúng ta đã chia làm 4 cái mức này rồi thì chúng ta cứ làm theo 4 cái mức này đi. Thảo rất thích kiểu nghĩ kiểu như là thích nhau bóp cái nghĩ ra một cái thứ không? Nó vượt ra khỏi những cái khuôn khổ bình thường. Thực ra cũng như thế cũng rất là tốt, nhưng cũng hay. Con gái hiểu. Phụ nữ suy nghĩ nó lạ lắm. Vâng, thôi thì là cũng chỉ có 4 thôi. 6 cái tên mà chia vào 4 thì đương nhiên là nó cũng sẽ có một cái sự gọi là có thể là không ngang bằng lắm giữa hai đội tuyển này. Nhưng mà sau tuần này thì sẽ có một đội tuyển nào đấy sẽ được nhỉnh lên một chút, đúng không? Vâng, xin phép là đặt TDT bên cạnh FPT Flash. Đây sẽ là hai cái tên mà chúng ta cảm thấy là có thể gây nguy hiểm cho những đội tuyển còn lại. Không thì chiều chị Thảo một tí thì cho TNT xếp trước một lát.
được không ạ? Đổi TNT trước Flash. Đấy. Thứ tự thôi. Nó cứng hơn một chút. Nhưng mà nếu mà Đấy. Nếu mà FPT Flash là chú thì TNT bác yeah. Lấy kiểu đấy. Nhưng mà bác sẽ hơn bố à? Ừ. Thôi bỏ qua đi. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với cái tên tiếp theo nào. Từ tên tiếp theo. Tên này lại khó này. One Star. Thực sự là khó nghĩ này, bởi vì là khi mà nhìn vào biểu đồ xếp hạng của giải đấu ấy thì nhiều khán giả trêu đùa là One Star là cái đội tuyển mà giữ vững phong độ nhất. Là bởi vì là họ là luôn luôn ở vị trí top 4. Top 4 đúng không? Thực ra ấy, cái vị trí top 4 thì nó vẫn là một vị trí ở trong top 4, nhưng với One Star thì họ là đương kim á quân và họ được kỳ vọng nhiều hơn như vậy. Và đó đang được coi là một mùa giải đi xuống rất nhiều của One Star tính đến thời điểm này rồi. Và có dấu hiệu cũng đã có lấy lại được một chút phong độ của One Star ở trong những vòng thi đấu cuối cùng. Đặc biệt là Stark cũng đã có Stark có vẻ là hòa hợp hơn, nhưng thực ra anh ta vẫn chưa có đủ dấu ấn. Nhưng tôi muốn nhắc đến ví dụ như là Si chẳng hạn. Những cái thông số của Si tính đến thời điểm hiện tại, anh ta vẫn đang xứng đáng là xạ thủ top đầu đó trên danh vọng. Anh ta vẫn đang gồng gánh rất là tốt. Rồi là Han với bài đánh Ibnet, con bài Ibnet rất là gây ấn tượng của anh ta, mà cũng khiến cho chính Maris phải thốt lên rằng là 2 năm mới làm được một cú. Ý là nói là Han chơi người cây rất là đỉnh. Và Omega, Han có rất nhiều những con tướng mà nó cũng mang tính chất là rất Han. Mà giai đoạn gần đây chúng ta thấy rằng là Han cũng đang trở lại về mặt phong độ. Đấy là một thực tế mà chúng ta nhìn thấy rất rõ. Nên tôi nghĩ như thế này này. Để mà xếp One Star ở cái vị trí hên xui thì rất là dễ rồi. Nhưng tôi muốn xếp One Star ở vị trí nguy hiểm. Nguy hiểm à? Không biết là ý anh em như nào. Bởi vì tôi nghĩ rằng với One Star thì đây là đội tuyển họ vẫn nguy hiểm. Họ vẫn có những nhân tố mà đã cùng nhau chinh chiến và cũng đã tạo ra rất nhiều những đột biến trong cách thi đấu của mình rồi. Vẫn nguy hiểm cơ à? Tôi nghĩ là chú Sơn có phải thích cái top này quá nhờ. Thế bây giờ tôi lại hỏi chú một câu là One Star xếp cùng với FPT và TDT thì có bất công cho hai đội kia không? Thực ra nếu mà chúng ta gọi là chúng ta sống anh Tùng đấy, chúng ta soi chiếu vào cái câu chuyện quá Phản khứ biện. Tức là giai đoạn 1 ấy thì đúng là One Star họ thi đấu không tốt bằng so với cả FPT lẫn TDT, họ thua trực tiếp trước cả hai đối thủ đó. Nhưng đây là chúng ta đang nói về giai đoạn 2. Tôi nghĩ rằng khi mà nói về giai đoạn 2 thì chúng ta nên có những suy nghĩ hướng về giai đoạn 2 nhiều hơn đi. Biết đâu đây là giai đoạn chạy đà tăng tốc, chưa là giai đoạn chạy đà nó qua rồi thì bây giờ họ tăng tốc. Họ sẽ trở lại với cái hình dáng ngày xưa của họ. Và với trường hợp Stark thì anh ta cũng đã có một quãng thời gian tương đối dài để thi đấu ở trong đội hình của đội tuyển One Star rồi. Thì đây có thể là thời điểm mà Stark có thể chơi tốt được. Nên tôi nghĩ rằng với những Maris, một người mà tôi vẫn luôn cho là đẳng cấp, với Han đang cho thấy rằng anh ta vẫn còn khát khao rất lớn, và Bodobi thì thôi hơi ấy. Còn Stark thì tôi nghĩ rằng có thể trở lại. Nên vì vậy với tôi thì Khai Sơn, Tôi vẫn nhận định rằng là năm nay One Star sẽ yếu hơn ở mức nguy hiểm, mức hên xui thôi. Tức là tôi cảm nhận thấy rằng là một vị trí trong top 4 là điều mà One Star cũng có thể hướng đến được. Nhưng mà để hướng lên một cái vị trí cao hơn, cái tầm nguy hiểm là cái tầm phải cạnh tranh tầm top 2 ấy, thì One Star năm nay hơi đuối. Tôi cảm nhận One Star năm nay sẽ hơi đuối để cạnh tranh top 2. Kể cả là bây giờ Si có đang gánh, và kể cả bây giờ Stark có đang dần dần hòa hợp, nhưng về mặt bằng chung và phong độ chung của One Star ở thời hiện tại, nó chưa toát lên được một cái hình bóng của một Vegaming trước đây, hay là một One Star đã từng thi đấu trong chung kết với Sài Gòn Phantom. Họ vẫn đang tương đối ít sự nguy hiểm. Mặc dù trận đấu gần nhất họ thắng TDT, đó là một trận thắng rất là tốt của One Star. Nhưng đó cũng là một trận đấu mà bản thân TDT cũng có nhiều những cái phương án thử nghiệm như đã nói đấy. Nên tôi vẫn tin rằng là mùa năm nay One Star ở mức hên xui, chứ không thể đánh giá One Star là quá mạnh được ở mức nguy hiểm. Ở trong giai đoạn nghỉ ngơi vừa qua thì One Star có thêm một bản chuyển nhượng nữa mang tên là John. Thì là anh chàng này là có thông tin gì về anh chàng này không? Có. Anh này thì có cái tên thi đấu trước đây là Kin, là cựu tuyển thủ của Tứ Vương Đại Chiến, vô địch cùng với đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh, tôi nhớ không nhầm là mùa 2022. Đấy là thành tích tốt nhất của Kin tại Tứ Vương Đại Chiến. Sau đó thì anh ta thi đấu tại Tứ Vương Đại Chiến rất nhiều mùa, gần như mùa nào cũng có mặt. Nhưng mà John thì lại thi đấu xạ thủ nhỉ? Xạ thủ và đã từng đi đường xe ra nữa. Nói chung đó là những vị trí mà tôi từng thấy John đánh. Còn lại thì về mặt lúc mà tôi bình luận, lúc tôi xem bạn ấy đánh thì có lẽ là để so sánh với Stark thì anh ta cũng 1-9-1-10. Có nghĩa là về độ hiến sủi đấy. Đấy kiểu là có thể là vào cũng có thể chám được vị trí, nhưng mà thông số thì có thể sẽ giống Stark. Thực ra với những người mới thì dùng từ hên xui là một từ nó vô cùng hợp lý. Bởi vì chúng ta đã biết là người ta sẽ thi đấu như nào ở đấu trường này đâu. Nên vì vậy mà có lẽ là phải chờ tương lai giải đáp thôi. Trong cái giai đoạn vừa rồi thì One Star cũng chia tay với Finn nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là với trường hợp của Finn thì giống như trợ lý huấn luyện viên nhiều hơn.
thì cái việc mà Finn rời đi có lẽ nó cũng sẽ chỉ ảnh hưởng đến việc ban pick của đội tuyển OneStar mà thôi. Với OneStar thì trường hợp No Fear là điều mà chúng ta vẫn thường xuyên nói về huấn luyện viên này rồi. Thì cái việc mà No Fear vẫn đang ở lại cùng với OneStar khi mà Finn đã rời đi thì tôi không biết rằng là OneStar trong giai đoạn tiếp theo họ sẽ ban pick như nào. Có lẽ ban pick cũng sẽ là một điều vô cùng quan trọng dành cho đội tuyển này để cho họ có thể xác định được rằng là mình sẽ ở cái tầm nào trong giai đoạn 2. Tôi càng phân tích thì tôi càng cảm thấy là đội tuyển này đang khiến cho chính fan hâm mộ của họ cũng không còn tự tin nữa rồi. Và có thể theo quan điểm của nhiều người xem giải mấy lâu nay thì OneStar, bởi vì họ vẫn là đương kim á quân mà, họ vẫn sẽ có thể được coi là nhóm nguy hiểm. Nhưng họ cũng có thể được coi là một nhóm hên xui. Và khi mà không chắc chắn cho cái sự nguy hiểm của mình có thể đem lại cho người khác thì tôi nghĩ là họ nên để ở nhóm hên xui. Và có lẽ đây cũng sẽ là một cái lời cảnh tỉnh để OneStar phải thực sự thi đấu hết mình ở giai đoạn 2 này để họ có thể lấy được cái vị trí của mình, thì tôi nghĩ vậy. Bây giờ Thảo hãy nhìn vào Cam Cận và nói với Han một câu đi. Nói với Han một câu. Cảnh tỉnh à? Cảnh tỉnh quá, cảnh tỉnh. Kiểu thế nào? Han ơi, cái thứ này. Tôi chắc là tôi cũng không có cái lời nhắn gửi gì muốn gửi tới Han cả. Nhưng mà tôi là muốn gửi cho tập thể OneStar. Đấy, là có thể là ở những mùa giải trước thì chúng tôi sẽ không bao giờ suy nghĩ nếu như xếp các bạn vào nhóm nguy hiểm. Nhưng ở mùa giải này thì các bạn sẽ được xếp vào nhóm hên xui. Và đây sẽ là lý do để các bạn có thể tăng tốc giai đoạn 2. Còn nếu không thì... Thì hên xui đấy, thì xui thôi. Thì xui thôi, không hên thì xui thôi. Còn các bạn khán giả thì sao? Dự đoán các bạn như thế nào thì hãy để lại ở phía dưới nhé. Đây có lẽ là một trường hợp mà khiến chúng tôi tranh cãi khá là nhiều. Và chúng ta sẽ xem là giai đoạn 2 này thì các thành viên của OneStar sẽ mang lại câu trả lời như thế nào. Ok, như vậy là chúng ta chốt là OneStar sẽ ở hên xui. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với hai cái tên còn lại. Đó là còn hai cái logo là Black Cyrus Sport và Super Heavy. Chắc là chúng ta xếp luôn hai đội này cùng một lúc nhỉ? Xếp luôn hai đội này cùng một lúc cũng được. Tôi nghĩ là nên xếp luôn, tôi nghĩ là xếp riêng. Xếp riêng đi. Hai phong cách khác nhau mà. Và phải nói thật là hai đội tuyển này sẽ là, tức là còn hai đội tuyển và năm đội thì sẽ được đi thi đấu quốc tế đúng không ạ? Cho nên đây sẽ là một cái việc cạnh tranh cực lớn. Nếu như đội tuyển nào xếp ở vị trí thứ 5 sau giai đoạn 2, họ sẽ có suất đến với giải đấu quốc tế. Black Cyrus Sport thì theo như tôi nhớ là họ chưa từng tham gia. Đúng không ạ? Còn với Super Heavy thì lần gần nhất là năm ngoái. Và giải quốc tế gần nhất đó là APL tại Thái Lan thì họ đã bỏ lỡ cơ hội này. Thực ra thì ở mùa năm nay chúng ta cũng chưa biết được rằng là top 5 sẽ có thể được tham dự Swiss State giống như APL vừa rồi hay không. Nhưng mà đúng là cứ top 1, top 5 cái đã để có thể là có cơ hội. Có cơ hội trước mắt thì tôi nghĩ rằng là với hai đội tuyển này thì có lẽ mục tiêu nhiều nhất và quan trọng nhất của họ có thể hướng tới lúc này đó chính là top 5. Thì xét về BSS và Super Heavy thì tôi đánh giá BSS sẽ trên một chút và họ sẽ dưới OneStar ở độ hên xui. Họ sẽ có thể xui nhiều hơn hên. Nhưng nếu như ở trong cái tầm là chỉ tầm top 5 thôi thì họ xứng đáng là sẽ được nhỉnh hơn so với Super Heavy, bởi trong đội hình của BSS chúng ta vẫn nhìn thấy những cái tên nó có kinh nghiệm hơn, có kinh nghiệm thi đấu hơn, thay vì là đội hình có nhiều tân binh của đội tuyển Super Heavy. Chúng ta vẫn thấy rằng họ có HQ, họ có Sa, họ đó là những người đã từng lọt vào trong những đội tuyển ở tầm top 3 và top 4. Nên nói gì thì nói, họ có kinh nghiệm đánh cả sân khấu, họ cũng có kinh nghiệm đánh cả quốc tế. Nên độ uy tín và đặc biệt là chuỗi những trận đấu gần đây của BSS là chuỗi những trận đấu rất là hay. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng muốn xem lại một chút cái biểu đồ lên xuống trong giai đoạn 1 của cả BSS lẫn Super Heavy. Thì khi ấy chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn nó khá là rõ hơn một chút. Thì có thể thấy rằng là với tôi, đây chúng ta đã nhìn thấy Super Heavy kìa. Super Heavy thì đã có quãng thời gian mà họ đứng thứ 5. Thậm chí là còn ngang với cả Sevantom ở trong thời điểm tuần 1 thì Sevantom cũng rớt xuống tận thứ 5. Sau đấy thì SH họ rớt xuống vị trí thứ 6 và lại quay lên với vị trí thứ 5. Trong khi đó thì với Black Cyrus Sport thì phong độ của họ gần như là ngược lại hoàn toàn so với Super Heavy, khi ban đầu thì họ thứ 6 rồi họ lên thứ 5. Có nghĩa là tôi cũng đồng ý Việt Nam, nếu như chúng ta cứ nhìn vào cái này thì có vẻ như là vị trí thứ 5, thứ 6 sẽ là câu chuyện của BSS cũng như là Super Heavy trong giai đoạn 2 này thôi. Họ sẽ cạnh tranh với nhau một chút về vị trí này. Tôi nghĩ rằng là với Black Sun Sport thì tôi ấn tượng nhiều hơn với đội tuyển này về việc là họ có Welder, một huấn luyện viên mà tôi đang có cảm giác rằng Black Sun Sport đang hơi giống với trường hợp của OneStar. Họ cũng có một huấn luyện viên thích ban pick hơi dị một chút, và họ cũng có một người chơi đi rừng hơi hên xui. Thế là River đúng là một trường hợp mà để mà dùng từ hên xui thì nó rất là hợp lý dành cho người chơi đi rừng này, khi mà anh ta có những lúc anh ta tỏa sáng rất là tốt, nhưng cũng có những lúc mà thực sự là River cũng pha xử lý cũng rất khó hiểu trong tình huống mà anh ta đưa ra quyết định của mình. Nên vì vậy mà có lẽ cái trường hợp Black Sun Sport tôi cũng sẽ đánh giá cao một chút so với Super Heavy. Với tôi thì Super Heavy những mùa giải trước đây họ mạnh là vì sao? Họ mạnh là bởi vì họ có chiết, khi mà cái meta nó còn phục vụ rất nhiều cho một xạ thủ. Chúng ta hay gọi là một xạ thủ nhưng mà bốn người còn lại là nuôi xạ thủ đó. Có một cái câu gọi là nhất xạ tứ nô.
nghe được cũng hơi phủi một tí. Ngày hôm nay chúng ta có bố rồi, tôi dùng luôn cái câu đấy. Thì thường là trước đây Super Heavy hay làm theo cái bài đó, họ cứ làm thế nào đấy rồi cuối cùng chăm sự nhờ chiết. Thì ít ra còn có một cái cách thi đấu mà họ còn thành công được với cách thi đấu đó trong rất nhiều lần, và chiết còn là thợ săn MVP trong nhiều mùa giải. Nhưng mùa này thì gần như là cái điểm nhấn mà chúng ta thấy ở Super Heavy chỉ là Tling với con Crack thôi. Thực ra đó là một bài hay, cũng là một bài hay, nhưng bài đấy thì tôi nghĩ rằng nó là một bài nó chỉ là một cái gọi là tiểu tiết nhỏ ván thôi, chứ nó không thể nào mà nó phục vụ cho một quá trình dài được. Nên tôi nghĩ rằng Super Heavy đang bị ít màu hơn so với BSS ở trong mùa giải này. Và tôi cũng đánh giá rằng là với Black Sun Sport thì họ có thể là ở cái mức hên xui được, là có thể hên nếu như mà River đánh hay, xui nếu như River đánh tệ. Còn với trường hợp của Super Heavy thì có lẽ là hơi lót đường đấy. Tiếp đoán cũng khá là bất ngờ ha. Tôi tại vì là thực ra nhìn cái biểu đồ thì có thể thấy là Super Heavy là đã từng ở trên xong đi xuống. Còn BS thì thực ra là cứ ở số 6 mãi và có nhỉnh lên một lần thôi. Đấy, tuy nhiên về cái khả năng sức bật trong giai đoạn 2 thì theo hai bình luận viên đánh giá thì BS bằng One Star. Không, tức là giữa One Star một tí. One Star vẫn đang đứng ở bên phía trái này. Kiểu FNT, TNT đấy. Kiểu thế. Vâng, tôi nghĩ là đây sẽ là dự đoán cuối cùng của chúng tôi. Và có thể là ban biên tập chương trình cũng có thể thử post lên xem là ý kiến khán giả như thế nào. Hoặc tôi các bạn có thể xin cái kiểu cái bản mặt của chúng tôi. Đấy. Thì cho tôi một cái ảnh nhỏ kiểu tôi đã từng xếp flat làm bố. Anh về tự cắt đi. Hoặc là chú Sơn đã từng xếp One Star ở nguy hiểm. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với lịch thi đấu, bởi vì tôi nghĩ thế này này. Cái việc mà đội nào lót đường và đội nào có khả năng hên xui ấy, nó cũng phụ thuộc khá là nhiều vào cái thứ tự lịch thi đấu của họ nữa, quyết định khá là nhiều đấy, bởi vì nó là cái câu chuyện về mặt phong độ mà đụng độ với đội tuyển nào trước có lẽ cũng sẽ khiến cho các bạn bị ảnh hưởng về mặt tâm lý từ việc bạn thắng hay thua đội tuyển đó. Đúng, này tôi đồng ý Thảo luôn. Và đây, một tuần thi đấu mà đấy các bạn có thể thấy không ạ, ngày nào chúng ta có một cái trận kỳ vàng lấp lánh vào lúc 19:30. 5 trận kỳ luôn. Các bạn cũng có thể thấy ở trên cái trailer của tuần này giai đoạn 2 rồi. Một trailer mà cũng đang nhận được rất là nhiều những cái comment của các bạn khán giả. Mặc dù nó cũng hơi vô tri một tí. Không hề điện ảnh. Quả trailer cần rất nhiều khả năng diễn xuất nhưng mà không ai làm được. Mà trong đó là tôi nhớ là BS với cả là Super Heavy là Super được Heavy. Đúng là một câu đấy. Tôi thấy là ban biên tập là nên cho họ xuất hiện nhiều hơn đấy. Một đoạn đấy có khi điểm nhấn nhất trong đoạn nhưng trailer mà đúng, luôn đúng. Đấy. Đoạn đấy là khiến tôi ngạc nhiên nhất. Tôi ngạc nhiên nhất là nhớ nhất. Tôi còn chưa kịp xem đoạn đấy, tôi xem đến đoạn là vâng kiểu theo kính vào biến từ Madrid thành vâng, vâng thành Madrid. Đúng đúng đoạn đấy. Rồi. Còn lại thì về lịch thi đấu chúng ta thấy rằng 5 ngày khốc liệt. Nó giống như mùa giải trước thôi, rất là khó đoán. Khi mà mùa trước tôi còn nhớ rằng là cái điều mà có lẽ người ta có nhiều cảm xúc nhất đó là cái cuộc hành trình là FPT Flat bốc hồi là GG Line và đội tuyển One Star, đội tuyển nào sẽ ở top 2. Còn SKP đúng là cứ đánh đến giai đoạn 2 thì họ ao trình quá. Có khi chúng ta còn không nói nhiều về SKP mất, bởi vì chúng ta đến bây giờ vẫn cảm giác SKP khá là bố. Đây chúng ta thấy lịch SKP là họ gặp TNT trước, sau đó là BSS, rồi gặp One Star, rồi gặp Super Heavy, sau đó là FPT. Có nghĩa rằng là cái lịch của SKP ấy, nó không hẳn là gặp toàn đội khó hay là toàn đội yếu, mà nó cứ xen kẽ một trận khó, một trận bình thường, xong lại một trận khó, xong một trận cũng còn tùy, cũng bình thường. Nhưng mà có lẽ là nó sẽ phụ thuộc khá nhiều trận đầu tiên đấy nhỉ. Trận đầu tiên TNT với SKP, một trận đấu phải nói rất hay luôn đấy. Tôi nghĩ rằng là TNT với SKP là một trận đấu hay ở trong mùa giải hôm nay mà chúng ta cần chú ý, bởi vì lúc này thì có lẽ là với cả SKP cả TNT đều là những đội tuyển mà tôi đánh giá về form đội hình họ ổn định nhất. Ổn định nhất ở giai đoạn 2, tức là vào một cái họ có thể đánh mạnh may. Và cú đề pa thì đã rất quan trọng với hai đội tuyển này. Đây cũng có thể coi là cặp đấu mà cả hai sẽ xem nhau là đối trọng lớn nhất và mạnh nhất cho đến thời điểm hiện tại. Mặc dù trước đó thì SKP đã chiến thắng 3-0 trước TNT, nhưng đó cũng là một trận đấu mà như chúng ta đã thấy TNT ở trong những ván đấu về sau thì họ gần như là buông xuôi, cũng không phải đặt nặng quá tinh thần chiến thắng. Tôi nghĩ rằng là với TNT thì họ đã rút ra được bài học của riêng mình sau khi thua trước SKP với tỷ số 3-0 rồi. Nên như tôi đã nói thì TNT ở trong giai đoạn này thì họ sẽ khá là nguy hiểm, gọi là nguy hiểm cứng. Họ sẽ có trận đấu đầu tiên với Sài Gòn Phantom. Đây đôi chút là một sự thiệt thòi với TNT khi mà trong bối cảnh mà nếu như họ đang cần một cái bước chạy đà ngon hơn thì Sài Gòn Phantom thực sự là quả núi quá lớn. Nhưng được cái là sau trận đấu đó thì họ lại chỉ phải gặp Super Heavy thì và kế tiếp đó lại là Black Sun Sport. Nên nếu như mà họ có được kết quả tốt trước Sài Gòn Phantom thì thực sự là TNT sẽ có cơ hội để có được cái giai đoạn 2 này như mơ. Vâng, vậy thì với lịch thi đấu này thì theo hai anh đội tuyển nào sẽ thực sự có nguy cơ ở lót đường nhất? Lót đường à? Đã cùng chờ đợi. Thực ra thì lót đường thì nhóm lót đường
Super Heavy tôi nghĩ rằng là kể cả trận đấu nào thì cũng khó thôi. Nếu như để dùng từ lót đường thì đúng là tôi chỉ nghĩ được đến Super Heavy. Chứ còn lại nếu như để mà nói đội tuyển nào thuận lợi nhất đấy, thì tôi lại nghĩ ngay đến một cái tên rất là đẹp ở trong cái lịch thi đấu này. Mà tôi thấy rằng lịch thi đấu họ gần như là không có đội tuyển nào giống được. Đó chính là FPT Flash. Đúng theo một thứ tự từ có lẽ là dễ đến khó. Black Stardust trước thì phải, sau đó đến Super Heavy, sau cho đó đến cho One mình Star, xem lại cái lịch thi đấu của FPT Flash. Rồi SKP. Đúng là khó theo kiểu từ dễ cho đến cực đại. Và nó quá phù hợp với một cái form đội hình mà cho đến lúc này chúng ta vẫn chưa biết FPT sẽ ra quân với đội hình nào. Đây. Họ cần sự ổn định. Họ cần những cái pha khởi động kiểu thành công để lấy tinh thần. Và rồi thì họ cứ gặp từng khó khăn lớn một trong hành trình đó. Thế nên lịch thi đấu của FPT Flash theo tôi nhận thấy rằng là thực dạng là tốt nhất ở trong tất cả các đội tuyển. Hai cái tên mà xếp trên họ đầu họ là TT và SKP thì họ gặp cuối cùng. Phải nói là còn cái gì đẹp hơn cho FPT Flash đây. Nhìn cái lịch thi đấu này thì anh Nam có tiếc khi không xếp họ làm bố không? Thực ra thì tôi vẫn đã từng xếp FPT làm bố. Bổ trợ thêm một chút nữa đi. Bố già đi kiểu thế. Vâng, công nhận là lịch thi đấu này khá là đẹp và đang rất là ủng hộ cho FPT Flash. Và liệu rằng họ có làm được không đây? Và liệu rằng Xuân Bách có xuất hiện trong playoff không? Tôi nghĩ đây sẽ là một cái câu hỏi lớn. Nó cũng sẽ là một cái lý do vô cùng lớn khiến cho các Flazer chờ đợi vào tuần thi đấu này của FPT Flash. Sài Gòn Phantom này, một lịch thi đấu nó khá là xen kẽ này. FPT thì một lịch thi đấu thuận lợi này. Super Heavy thì một tuần thi đấu, cái lịch thi đấu cũng không ủng hộ cho họ lắm. One Star thì sao? Cái tên mà khiến cho chúng ta rất là lo lắng này. One Star này. One Star thì sao nhỉ? Chúng ta One sẽ cùng xem lịch thi đấu của One Star. Tôi nhớ rằng là họ sẽ cũng gần giống Sài Gòn Tôm ở chỗ là họ cũng sẽ có sự xen kẽ. Thì vòng đầu tiên đây rồi, chúng ta thấy rằng là họ gặp Super Heavy, đội mà chúng ta xếp lót đường. Vòng thứ hai thì phải gặp FPT, đây là trận đại chiến mà tôi đánh giá là gần như là một trong trận hấp dẫn nhất. Bởi vì là đây là trận đấu tương đối là quyết định ở trong cái vị trí khoảng top 3, top 4 hoặc top 2. Đúng rồi. Dành cho cả hai đội tuyển này nên cả hai sẽ phải kiểu bung sức rất mạnh trong cuộc đấu sức với nhau. Sau đó thì với One Star họ sẽ phải tiếp tục gặp Sài Gòn Phantom. Có nghĩa rằng là những trận đấu tiếp theo đó của họ thì One Star cũng sẽ đỡ hơn một chút, khi mà sau đó thì họ gặp Black Star Sport và cuối cùng thì gặp TDT. Nhìn chung là lịch như này bảo là thuận lợi thì tôi nghĩ không hẳn thuận lợi. Còn bảo là khó thì nó cũng không quá khó, không phải là kiểu lịch thi đấu mà ngay từ đầu đã phải đối đầu với những đối thủ gọi là quá là xương sầu. One Star có cơ hội nhưng cái cơ hội đấy nó có rõ ràng hay không thì có lẽ cũng phải chờ cái màn trình diễn của cả Stark nữa. Vâng, One Star và FPT vào lúc 19:30 ngày 3 tháng 10, tôi nghĩ đây là một trận đấu như anh Sơn nói rất đáng mong chờ, bởi vì nó lại thêm cho chúng ta củng cố thêm là cái câu trả lời của chúng ta rằng One Star ở nhóm hên xui hay ở nhóm nguy hiểm. Đấy, đúng. Nếu như mà họ chiến thắng thì có lẽ chúng ta đã hơi sai lầm khi để họ nhóm hên xui chăng? Đúng không? Chiến thắng cho FPT Flash mà. Còn nếu như mà họ thua thì có lẽ là lựa chọn của chúng ta là đúng. Vâng. Đó là lịch thi đấu của One Star. Và một vài những cái trận đấu mà tôi nghĩ rằng là rất đáng mong chờ. Nhưng nhìn chung thì tuần thi đấu của giai đoạn 2 cứ vào khung giờ 19:30 thì các bạn đều thấy trận nào cũng có sức hấp dẫn của nó cả. Trận nào cũng xứng đáng là trận tâm điểm. Bởi vậy mà đừng bỏ lỡ lịch thi đấu rất hấp dẫn này. Và giai đoạn 2 sẽ bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 và chúng ta sẽ có 5 ngày để có thể hòa mình vào những trận đấu mãn nhãn của đấu tranh danh vọng mùa đông 2024 các bạn nhé. Và như vậy là những dự đoán của chúng tôi cũng như là bảng xếp hạng. Sau khi nhìn lịch thi đấu này thì chắc là mình cũng không thay đổi lựa chọn đâu ha. Hợp lý luôn, hợp lý đi. Lựa chọn này là chính xác luôn rồi. Còn các bạn khán giả thì sao? Hãy để lại lựa chọn của mình rằng các bạn sẽ xếp hạng hạt giống như thế nào trong giai đoạn 2 để chia sẻ cùng với chúng tôi nhé. Còn ở cuối chương trình thì bây giờ thì Thảo xin được nhường lại cho hai bình luận viên. Okay. Hôm nay thì chúng ta sẽ có một khách mời là sẽ đến để chơi game cùng với các anh đúng không ạ? Ai sẽ là người solo đấy ạ? Tôi, vẫn là tôi. Anh Sơn là gọi là phụ họa, đúng không? Anh Sơn là cổ vũ. Phân tán tư tưởng của Bông. Tôi sẽ chọc ngoái Bông, gây sự khó dễ cho Bông bằng cái miệng lưỡi sắc sảo của tôi. Ồ, như vậy khách mời của chúng ta ngày hôm nay là Lai Bông. Lai Bông. Tôi nghĩ thế đi. Vậy không nhỉ? Chả kẽ thay đổi à? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm ra câu trả lời ngay sau đây nhá. Mời các bạn sẽ cùng chuẩn bị đến với phần cuối cùng của chiếc giờ cuồng nhiệt ngày hôm nay. Đó là phần solo cùng tuyển thủ. Và rất tiếc là Thảo sẽ không có mặt trong phần này. Đã, xin mời hai bình luận viên. Vâng, chúng ta bắt đầu chương trình trước giờ cuồng nhiệt với một phần mà tôi nghĩ rằng là rất hấp dẫn và được khán giả mong chờ. Chúng ta sẽ có một bình luận viên và sẽ solo cùng với tuyển thủ. Và ngày hôm nay thì bình luận viên đó không ai khác chính là Nam Sensei, chính là Trần Nam đang ngồi bên cạnh tôi đây. Và tuyển thủ sẽ đối đầu với bình luận viên Trần Nam ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Lai Bưng. Thử thách anh cực đại quá nhờ. Một chút thông tin thì đây sẽ là một trận đấu solo giữa Nam cũng như là Lai Bưng. Thưa Bưng, chào khán giả, câu em ơi. Xin chào mọi người ạ. Hello Bưng.
Được biết thông tin là Bâng vừa mới trên team xong nên là Bâng trông hơi mệt mệt một chút, nhưng mà hy vọng rằng cố lên em ơi, cố lên. Chúng ta sẽ có một trận đấu máu lửa cùng với Trần Nam. Em phải cho Trần Nam biết thế nào là lễ hội. Một cái thông tin mà tôi được biết, nhưng mà Trần Nam cũng đã tham gia một trận đấu solo cùng tuyển thủ, tức là Trần Nam đã đối đầu với Bớt LB và thua Bớt với tỷ số 0-5. Có nghĩa rằng là cái trình độ của Nam mặc dù là so với các bình luận viên thì cũng rất là cao rồi, nhưng so với các tuyển thủ thì cũng chỉ là vớ vẩn thôi. Nên vì vậy ngày hôm nay làm thế nào để trận đấu này nó cân bằng đây, Nam hãy đưa ra cái luật thi đấu để cho trận đấu này nó được hấp dẫn đi Nam. Nhìn chung là chào Bâng một câu đầu tiên, chúng ta phải có lời chào đầu tiên. Chào và sau đó thì rút kinh nghiệm sâu sắc từ buổi solo ngày hôm trước, hôm nay Bâng sẽ có một thử thách lớn hơn rất là nhiều. Ngoài hai bình luận viên, một người solo, một người hỏi, thì hôm nay luật mà anh đã nghĩ ra là Bâng sẽ chỉ được chơi với 3 slot đổ, tức là 3 ô đổ thôi. Em mà ấn sang mua ô thứ tư là em bị xử thua luôn một điểm mạng. Hoặc là em sẽ được chơi tướng mà không được dùng chiêu cuối. Đấy, luật phải khắt khe với Bâng thuộc dạng kiểu gốt rồi này, cũng phải khắt khe hơn tí. Bây giờ ý Bâng như nào nhở? Nam đưa ra hai lựa chọn cho em có chọn không, hoặc là em có thể đưa ra luật của riêng em thì tùy. Ok ok anh ơi. Ok, theo phương án nào đây? Có hai phương án, một là 3 slot đồ, hai là không dùng chiêu cuối. Thế nào cũng được anh ơi. Ôi ơi. Không coi mày ra gì đâu Nam ạ. Không coi ra gì thật. Bây giờ em phải chọn tướng cái solo con gì nhỉ? Solo gì Bâng nhỉ? Anh chọn đi. Ôi anh chọn được. Ê anh tự tin nhất con rat. Ok không? Rồi ok anh ơi. Ok. Thế con thì rat và thể thức sẽ là không dùng chiêu cuối. Không được dùng chiêu cuối. Ok ok anh ơi. Ok. Rồi, vào việc đi, chúng ta sẽ tiến hành ngay đến với giai đoạn gọi là màn hình chờ. Và trong quá trình mà tôi ngồi ở đây thì tôi sẽ gọi là dùng những mồm mép của mình để tôi gây ra sự khó dễ cho Bâng. Bâng thì sẽ phải trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi sẽ đưa ra. Cùng với đó là sẽ phải đối đầu với Trần Nam trong màn solo này và không được dùng cú chiêu cuối. Chúng ta biết rằng là chiêu cuối của Rat là một chiêu cực kỳ quan trọng, mang lại lượng đam vô cùng lớn và cũng là khống chế rất nhiều nữa, nên vì vậy mà không dùng chiêu cuối có nghĩa rằng là gì? Bâng chỉ được đá cú đấm chân không và chỉ được dùng cú đấm thăng hoa, chứ không được dùng tà xu hữu đột để có thể đối đầu với Trần Nam ngày hôm nay. Chúng ta sẽ bước ngay vào trận đấu solo này. Và đầu tiên thì xin được chúc mừng Bâng vì đã có được ngôi vị đầu bảng sau giai đoạn 1. Có thể thấy rằng là giai đoạn 1 thì sau các trận đấu Bâng khi mà được phỏng vấn với Như Bình thì cảm giác như Bâng chôn Như Bình rất là nhiều. Ngày hôm nay thì Bâng định mang đến cái phong cách trả lời như thế nào trước anh Sơn đây hả Bâng? Dạ thì phong cách gì ta? Phong cách bình thường rồi đó. Bình thường đúng không? Tức là không chôn làm, tức nghiêm túc à? Thì cũng giống như mọi ngày anh ơi. Ok. Mình sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên đi. Đó là liên quan Kuga. Nghe Kuga bóc phốt Bâng là Bâng hay đưa Kuga đi ăn nên Kuga mới béo. Thế thì thực tế câu trả lời như nào? Bâng có bào chữa gì không? Dạ không là em phải vào chưa đi chứ, em trả lời thế đang tập trung chơi game quá. Không được, không được. Rồi thì chấp nhận thôi, chỉ cần là Bâng, chỉ cần Bâng trả lời được là được, mà trả lời như nào thì đấy là việc của Bâng mà, Bâng có quyền đấy mà, tôi cũng không trách gì. Chiêu cuối rồi Nam ơi. Lỡ dùng chiêu cuối thì không, kệ Bâng thôi. Ok nhá. Em đã là chiêu cuối rồi. Anh kệ em thôi, anh không được, em không được dùng chiêu cuối mà. 1-0 của anh Sơn ơi. 1-0 đấy Trần Nam. Và đó là cái sự khắc nghiệt của trò chơi ngày hôm nay dành cho Lai Bâng. Câu hỏi tiếp theo cho Lai Bâng. Lai Bâng có giúp Kuga điều gì trong việc là hòa nhập với team hay không? Đây là câu mang tính chất là phải kể lể một tí đây. Dạ cũng chắc cũng có một tí anh ơi. Là gì? Kiểu em hay rủ Kuga đi chơi á. Rủ đi chơi gì? Dạ đi chơi vòng vòng ngoài đường rồi đi ăn đồ anh. Đi vòng vòng ngoài đường là đi những đâu ấy? Em kể hơn chi tiết thêm một tí đi. Thì nó sẽ là đi ăn xong rồi đi đi thọt đồ nè. À thọt là đi đánh đi... chơi bia đúng không? Thế à? Cũng là một môn thể thao khá là hay, anh thấy là nhiều tuyển thủ cũng chơi. Thì không biết là Bâng đánh bia với Kuga thì ai là người thắng nhiều hơn? Dạ Kuga rồi. Kuga thắng nhiều hơn, ok. Thế là em là kiểu tự dẫn xác để cho Kuga ăn thịt đúng không? Dạ. Câu hỏi tiếp theo, thành viên đẹp trai nhất của đội trừ Bâng ra là ai? Dạ là là chắc là JF anh ơi. JF là người đẹp trai nhất trong đội trừ Bâng ra. Ok. Dạ. Ok ok, thế còn các trường hợp khác thì sao nhỉ? Ai đẹp trai thứ nhì? Chắc là Tấn Khoa. Tấn Khoa đẹp trai thứ nhì này. Ok, dạ. Nghe nó cũng khá là hợp lý đấy chứ. Nhưng mà anh hỏi thật nhé, em thấy JF đẹp trai ở điểm nào đấy? Em có thể mô tả vẻ đẹp của JF không? Dạ kiểu bay xong rồi các thứ anh.
kiểu gì? Cũng mặc đồ. À. Xong rồi dép dầu nữa đó. À. Yêu chuẩn đẹp trai. Cái này thì anh không thể cãi được rồi. Nói chung là gọi là toát ra cái mùi gọi tiền bạc, kim tiền. Ok ok. Câu hỏi tiếp theo đi. Không có chiêu cuối mà em lỡ lên chiêu cuối hoài nè. Thì đấy là việc của em. Em bây giờ luật nó là không được dùng chiêu cuối em lên thì em cứ lên thôi. Tiếp theo nhá. Thời gian rảnh thì Bâng thường làm gì ngoài việc là đi chơi và đưa Kuga đi chơi bia cũng như là đi ăn, thì em còn làm gì khác nữa không? Có thể chia sẻ một tí về sở thích cá nhân không? Tập trung nha Bâng, tập trung nha. Em ngồi like hoặc là em gặp người ấy là ok, ngồi like. Ngồi like thì đấy có phải là sở thích không? Có tính ngồi like là sở thích không hay là công việc? Cả hai nữa. Là cả hai. Thế còn gặp người ấy thì sao? Gặp người ấy thì có gặp thì nhiều là không? Hay công việc anh? Ờ là cũng không gặp nhiều lắm, nói chung là kiểu cuối tuần á. Tức là một tuần là hai người gặp nhau khoảng một lần. Thế gặp em một lần như thế thì anh thấy là hơi ít đấy. Hơi ít à? Chen tim các thứ anh này. Nhưng mà bây giờ mình cũng đến gần đến cái độ tuổi mà cũng đôi khi là cũng phải nghĩ đến tương lai nhiều hơn đấy, thì không biết là người yêu của Bâng có trách Bâng vì Bâng gặp người yêu một tuần một lần không? Dạ không anh ơi. Ok. Anh Nam khó chịu quá nè. em phải tập trung cả chuyên môn của anh Sơn đi chứ. Em tập trung vào game hơi nhiều nhá. Câu hỏi tiếp theo này. Ở trong giai đoạn 1 thì Sài Gòn Tôm đã để thua một vài trận đấu, đánh rơi một vài điểm số, thì lý do lớn nhất là gì? Lý do lớn nhất hả? Dạ lúc đó em cũng không biết nữa. Chung lúc đó tem em gà. Gà. Thua thì do gà đúng không? Dạ. Ok. Thế nhưng mà nó ít xảy ra ấy. Anh thấy là team em thường ít gà ấy. Tại sao giai đoạn 1 tự nhiên lại gà? Cho em xài ti đi anh Nam. Tập trung game. Ok, bây giờ em hỏi lại cái anh này. Ok. Bây giờ nha, bây giờ đổi luật đúng không? Em sẽ xài ulti nhưng mà bây giờ em chỉ được chơi trong 3 slot đồ thôi. Đấy, em buộc phải bán một đồ đi. Đúng không? Ok. Ok nhá, như vậy là chúng ta sẽ có gọi là sự thay đổi giữa dòng khi mà bây giờ Bâng sẽ được dùng cú chiêu cuối của Rat rồi. Vì Bâng thấy quá tù không dùng chiêu cuối nên không thể thắng được Nam. Đấy là một sự thật. Và thay vào đó thì chúng ta sẽ dùng luật thi đấu còn lại, đó là Bâng chỉ được lên 3 slot đồ mà thôi nhá. Combo khá đẹp. Trong lúc mà Bâng đang phải tập trung như thế này. Ui. Hòa một đều rồi à? Không, anh ơi, đồ của Bâng này. Mày hình á. Trách vai anh ơi, đồ của Bâng full 6 đồ này. Cái này là không được tính hả? Em tưởng là lên đồ là lên cái món 3 là full đồ, món 3 thôi là xong chứ ta. Không, em chỉ được dùng đúng 3 ô đồ thôi. Đúng rồi, em chỉ được dùng đúng 3 ô đồ thôi. Thôi rồi, do là Bâng không biết rõ luật thì bây giờ mình chấp nhận cái điểm hạ gục vừa rồi cho Bâng. Nhưng bây giờ em sẽ buộc phải bán đi 3 ô đồ. Rồi, em chỉ được dùng 3 ô đồ thôi. Em đòi hỏi quá nhiều đấy nhá. Bây giờ em tập trung trả lời câu hỏi của anh nhá. Ok anh Sơn ơi. Ở giai đoạn lượt về thì cả team bứt phá, lý do là gì? Dạ chắc team em trên team các thứ đồ trên... kỹ càng á. Kỹ càng à? Dạ. Ôi, không ổn lắm rồi Nam ơi. Không anh ơi, vẫn đang bốn slot đồ này. Anh chấp nhận lần đầu chứ lần này thì anh không chấp nhận ở đâu. Em phải bán bớt đồ đi chứ. Ba slot thôi. Cái này là 4 slot hả ta? Ừ. Ba slot à, vậy là em bán giày đúng không ta? Em bán gì kệ em, vậy chỉ hả? Dùng 3 slot thôi. Ừ đấy. Em chỉ có 3 cái ô đấy để chơi game thôi. Tỷ số vẫn đang là 1-1 nhá. Tiếp tục với câu hỏi kế tiếp này. Lai Bâng đã thấy rằng Eli đã ban pick bớt non chưa? Dạ em thấy Ellie Manbit vẫn vậy nè, vẫn hay số 1 trong lòng em ạ. Vẫn hay số 1 trong lòng em, ok. Thế thì nếu như so với Titan thì Ellie được mấy điểm trong khâu ban pick? Dạ em nghĩ là anh Titan Manbit gà lắm ạ, anh Titan 1 điểm thôi. Titan 1 điểm thôi, thế Ellie mấy? Dạ. Ellie thì chắc cho là 10 điểm ạ. 10 điểm, Titan 1 điểm. Ok, vẫn phải chấp nhận thôi, vẫn là tại câu trả lời. Đối với em, team Flash là đế vương mà. Ok. Ui. Ôi, thôi hỏng rồi Nam ơi. Ui. Dã man thế nhở?
anh cũng đang thấy khó đây, không làm khó được Bâng này. Tiếp này, câu tiếp theo khó hơn này, trong đội thì Bâng thân với ai nhất? Nghĩ lâu ấy nhở, nghĩ lâu thân với ai thân với ai nhở? Có thể nói là em cũng thân đều đều á. Câu này quen quen nhưng mà em vẫn phải chọn ra một cái tên thôi, buộc phải chọn một cái tên đấy. Phân thì chắc là với anh Dép với Tuấn Khoa á. Wow, bảo sao khen hai ông đấy đẹp trai nhất. Giờ tôi đã hiểu rồi nhá. Hóa ra là thế. Có một câu mà nhiều người vẫn nói về cái vị trí đầu bảng của Sài Gòn Tôm là Ngư Ông Đắc Lợi, thì Bâng thấy câu đấy có đúng không? Dạ không ạ. Lý do vì sao? Em nghĩ là Đế Vương Team Flash đang tập, đang kiểu test bài những bài đánh ấy ạ, nên mới xảy chân. Giai đoạn 2 có thể người ta sẽ chơi lại mạnh mẽ ạ. Ok, Bâng vẫn dành một cái gọi là sự ngưỡng mộ, như là cái một sự thán phục dành cho Flash, dành cho FPT Flash, dành cho cả Eli nữa. Đấy là điều mà chúng ta có thể rút ra. Trong đó Bâng chỉ chấm Titan có đúng một điểm trong khả năng one pick thôi. Trời ơi. Tiếp này, chấm điểm từng thành viên của Sài Gòn Tôm trong giai đoạn 1 nào Bâng ơi. Đầu tiên là chính em đi, em mấy điểm? Em 5 điểm đi. 5 điểm là khoảng giữa rồi. Chưa được điểm khá luôn. Rất là khiêm tốn. Thế còn tiếp theo thì Fit bao nhiêu điểm đây? Giai đoạn 1 nhá. Fit thì cũng tầm 4-5 điểm gì đó là. 4-5 điểm á? Fit là gọi là MVP cao nhất giai đoạn 1 đấy. Em chấm Fit thì có hơi phải không? À, giai đoạn 1 là cái giai đoạn lượt đi với lượt về hả anh? Là toàn bộ lượt đi lẫn lượt về. Em có muốn chấm lại điểm của em không? À, dạ có, vậy em cho em tầm 6 điểm đi. Em 6 điểm hả? Thế hơn có 1 điểm. Dạ, là Fit... có lên rồi đó, có lên rồi đó anh. Rồi, Fit mấy điểm? Fit thì em cho tầm chắc tầm 7 điểm rồi ạ. 7 điểm cũng khá hợp lý. Tiếp theo thì là đến xạ thủ đi, đến Phoenix đi. Phoenix thì em cảm thấy là có sự tiến bộ một tí. Thì em chắc cho tầm 8 điểm đi. 8 điểm tức là cao hơn cả Fit. Dạ, tại vì kiểu nếu mà so xét về cá thì kiểu đó giờ cái cách đánh hay là các thứ cũng vậy ấy. Vậy nhưng vậy. Mà Phoenix thì nó sẽ có một tí gì đó tiến bộ. Nên em sẽ chấm điểm cao hơn. Được. Ok. Thật nhiều đồ quá anh ơi, cho em bỏ lại chiêu cuối được không? Em thay đổi nhiều đấy nhở? Không nha, không nha. Chỉ được một lần đổi luật thôi. Bây giờ anh làm suốt em cá là em hiểu rồi. Chết rồi, cảm ơn anh rồi. Rồi. Bây giờ anh khuyến mại cho em thêm một đồ nữa được không? Khuyến mại cho em thêm một đồ nữa. Ok. Chú Sơn ơi, đến cái đoạn mà hỏi dồn dập chứ nhỉ, để cháu tập trung, cháu cho Bâng quả này ra đi luôn này. Đương nhiên là vẫn hỏi dồn dập. Bây giờ là Bâng đưa ra nốt câu trả lời về trường hợp còn lại của đội của mình, là Kuga và Khoa đi, chấm điểm luôn đi. Kuga mấy điểm và Khoa mấy điểm? Kuga thì tầm 5 điểm rồi nè. Kuga 5, Khoa mấy? Hơi non á. Khoa thì cho tầm bằng với cá đi anh. Tức là 7 điểm. Đấy, vẫn là kiểu một phong độ bình thường. Rồi. Rồi bây giờ đang tiện nói với Fit thì em đánh giá cái con Rat trong tay của Fit mấy điểm đây? Bởi vậy này, chỉ có nói chắc cho 0 điểm luôn á. 0 điểm luôn đấy, không có một điểm nào luôn đấy. Dạ. Thế bây giờ em thử nhưng so sánh lại. Bình thường đi. Cá nó trên team nó chơi con Rat cũng hay lắm. Thế á? Không hiểu sao, giờ đúng rồi. Thế nếu mà em solo con Rat với cả Fit thì ai là người thắng? Dạ, hình như là em thắng. Hình như là em thắng. Solo mấy lần rồi. Dạ. Thế là anh đủ hiểu rồi đấy. Quả này Bâng sắp em rồi ấy, chú Sơn. Đối tiếp theo Bâng là ghét nhất đánh con gì? Đẹp lấn cả Nam ơi, đẹp lấn kia. Ghét nhất đánh con gì trong game Liên Quân hả Bâng? Ghét nhất đánh con gì hả? Ghét nhất đấy. Chắc là con gái anh ạ. Có đánh con gái. Cụ thể hơn đi, con gái cũng là một câu trả lời nhưng mà ví dụ như con gì đi. Này, 30 giây nữa. Nếu mà chắc con... con gái anh ơi. Con gái ok. 30 giây nữa là sao? 30 giây nữa là end game này hả? Game này thì khi nào end nhỉ Nam nhỉ? Hết câu hỏi thì end nhé, tỷ số hiện tại đang là 3-1 dành cho Bâng. Nhưng Bâng bị trừ mất một game, trừ mất một mạng thắng nên tỷ số hiện tại đang tính là 2-1 dành cho Bâng thôi. Còn 4 câu hỏi nữa. Rồi câu tiếp theo này, trong team thì ai là đầu não chiến thuật, tức là người côn nhiều nhất và đưa ra những quyết định gọi là quan trọng như kiểu đánh hay không đánh ấy, là ai? Ai hả ta? Chiến thuật chắc Tuấn Khoa nữa. Khoa với anh Titan. Dạ.
Không, anh ý đang nói là trong lúc đang đánh nhau ấy, trong trong game ấy, chứ không phải là lúc ban pick. Chung lúc thì tính khoa, lúc thì em ạ. Ờ. Ok. Thế thì em đã chuẩn bị gì cho giai đoạn 2 rồi, em thử nói xem. Em và đội. Em và đội hả? Vẫn chen team bình thường anh ơi. Chen team bình thường à? Có gì đặc biệt hơn không? Dạ. Có gì đặc biệt hơn không ạ? Dạ không ạ. Không có gì đặc biệt hơn đúng không? Đối thủ mà Bông muốn tái đấu nhất trong giai đoạn 2 này và lý do vì sao? Thấy không? Anh xuống đây một cái thôi là em xỉu rồi. Yeah. Chào anh xuất sân, đúng lúc hỏi. Đúng lúc để Bông phải nghĩ câu hỏi mới. Yeah. Mọi người bây giờ chơi bàn thắng vàng đi. Bây giờ chơi bàn thắng vàng này. Bây giờ coi như tỷ số đang là 2 đều thì ai thắng là sẽ thắng luôn trong trận này. Được chưa? À, ok. Bạn okay. Này là bạn quyết định nha, chốt nha. Anh tiếp tục hỏi này, đối thủ mà Bông muốn tái đấu nhất trong giai đoạn 2 là ai? Em nghĩ là khó quá ta. Khó đấy. Nghĩ chắc là TDT hoặc Team Flash hả ta? Ai ta? Ai anh? Anh không biết. Em thích đội nào hơn? Anh thấy em thích Team Flash đây. Em nghĩ là TDT cũng mạnh, nhưng mà Team Flash thì chắc họ sẽ có một cái gì đó, nên chắc em sẽ muốn gặp họ hơn nhỉ? FPT Flash hơn đúng không? Bây giờ em phải dự đoán top 4 đội trong giai đoạn 2, 4 đội mạnh nhất giai đoạn 2 cũng là 4 đội vào vòng playoff đấy. Đầu bảng sẽ là đội nào? Đầu bảng à? Yes. Em nghĩ chắc TDT. TDT đầu bảng. Thứ 2 sẽ là Team Flash rồi nè. Thứ 2 là FPT Flash. Thứ 3 chắc là OneStar. Thứ 3 là OneStar. Dạ. Thứ 4 là đội nào? Thì chắc là BS hả? Thứ 4 là Black Star Sport đúng không? Dạ, chắc vậy quá. Bưng này nó khéo quá, nó trả lời hay quá. Là mình cũng không thể bắt bẻ được nhiều lắm nữa. Bây giờ chúng ta thấy là trận đấu đang diễn ra rất quyết liệt. Bưng thì không được dùng chiêu cuối này, đúng không? Cái gì này? Đây này. Chú Sơn đây. Em không được dùng chiêu cuối á. Không. Đồ là nha. Em mua hai đồ nha, em không sợ chiêu cuối nha. Em được dùng chiêu cuối, em được dùng chiêu cuối. Rồi. Đây là thời điểm sợ chiêu cuối mà. Bây giờ thời điểm mà Bưng sắp ra đi rồi anh chú Sơn ạ. Chắc chưa? Chắc là mình chuẩn bị ăn mừng end luôn phần đọc thế nhỉ? Đó nhỉ, chú Sơn thì phải thêm một câu hỏi nào nữa không nhỉ? Có, anh sẽ nảy ngay số ra thêm một câu nữa. Đây, thời điểm vàng của trận đấu. Thế nào để hỏi câu gì và bây giờ để hỏi câu gì nhỉ? Bưng thích ăn món gì? Nhất. Bưng, em thích ăn món gì nhất? Dạ. Em thích ăn món gì nhỉ? nhiều đồ quá. Yeah. Mày không, anh đã gỡ cả một danh dự. Đúng rồi, bố Tùng thật sự làm em thất vọng với những lần cuối năm. Vâng, như vậy là chúng ta cũng đã tìm ra được người chiến thắng trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là bình luận viên Trần Nam. Trần Nam đã đánh bại Bưng bằng rất nhiều cách khác nhau, trong đó thì chúng tôi cũng đều đã góp sức trong đấy, tôi cũng đã gây ra sự phân tâm cho Bưng, cũng như là Nam cũng đã nớp Bưng đi rất nhiều bằng những cái phép bổ trợ của Nam, ví dụ như là không cho mua đồ này, không dùng chung cuối, nói chung là dùng rất nhiều thứ để chúng tôi cuối cùng thắng Bưng rồi. Bây giờ hỏi Bưng xem là cảm xúc sau khi thua trước Trần Nam như thế nào và có muốn tái đấu với Trần Nam không? Dạ em cảm thấy cũng không biết nữa, em cảm thấy rất buồn vì thua. anh cũng thích cái khó quá ta, câu trả lời khó quá ta. Anh thích cái nỗi buồn của em cảm giác như ngày hôm nay thì cái sự khó nhất của em khi mà em solo ngày hôm nay Việt Nam là gì, lý do lớn nhất để em thua ngày hôm nay là gì, do anh hay do Nam hay do luật? Nói chung là chắc là do cả bà, em thấy anh Nam chơi con gái cũng hay nên em cũng không biết sao á. Anh với Fit thì như nào nhỉ? Anh với Fit thì nếu như chọn một người chơi rát đứng giữa cho SKP thì em chọn ai? Chắc là anh rồi chứ, gà lắm. Anh nào biết phải làm gì á? Thôi Bưng ơi, chiều nay là anh nói chuyện với Bưng là anh cũng đã biết được cái kiểu trả lời của Bưng rồi. Welcome Trần Nam tại SKP. Tôi đọc được bài của Bưng rồi, tôi hy vọng là được gặp Bưng ở trong một buổi khác, trong một buổi giao lưu khác. Và hy vọng là hôm ấy đối thủ cũng là Trần Nam và chúng ta sẽ lại có một trận đấu hay nữa. Cảm ơn sự hiện diện của Bưng trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn cả Trần Nam và cảm ơn các bạn khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những chương trình trước giờ cuồng nhiệt tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.